Vâng, xin lỗi quý vị và các bạn, vừa rồi là do đường truyền internet không được ổn định do thời tiết trời mưa nên bây giờ chúng tôi mới có thể kết nối lại. Bóng đang mệt vần sân Real Obama. Có lẽ bây giờ tỷ số không còn là quan trọng với các cầu thủ. Điều quan trọng nhất là tinh thần và thể lực của các cầu thủ luôn đảm bảo để nhằm tìm ra những thay đổi mới, những vị trí mới và những nhân tố mới. Phan Trang Đình Kinh, Văn Hiền, Văn Trang đúng không ạ? Bắt chặt đúng không ạ? Một tình huống sút bóng dấu ấn của Văn Trang, thế nhưng bóng bay vào đúng góc chết của cầu môn bên phía Kizuna. Vâng, tỷ số là 9-2 về phía Real Obama. Vâng, như bên khán đài các cầu thủ Kizuna chúng ta có nhìn thấy, các cầu thủ vẫn đang tập trung cổ vũ cho đội mình, không quan tâm tỷ số. Đó là tinh thần của những chiến binh. Hay nhất trận đấu. Và góc. Văn Hiền, Minh Phương chuyền bóng cho Quý Dương. Chuyền khá đẹp dành cho Văn Điền. Xuân Huy. Và Minh Phương, Quý Dương, Duy Hoàng, Hoàng ơi, vào! Vâng, đúng là vào. Và cản phá vừa rồi thì Duy Hoàng đón được lại bóng và thêm một đường chuyền bóng, sút bóng tuy hoạt động khá nhàn hạ và đang dẫn trước khá đậm nhưng thủ môn Minh Tân vẫn rất tập trung. Anh luôn chọn những vị trí khép bóng tốt nhằm hạn chế những đường tấn công của đội bạn. Vâng, trọng tài Văn Hùng đã thổi còi kết thúc trận đấu giữa hai đội FC Real Obama và FC Kizuna thuộc khuôn khổ vòng giao hữu quốc tế. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi buổi truyền hình trực tiếp của hai đội. Sau đây là chương trình dành cho quảng cáo. Sẵn sàng đăng đàn.